Hôm qua có Phật tử nhắn tin cho thầy: thầy ơi, thầy cứu con với. Chồng của con về hôm rồi con đi lên chùa, con thỉnh kinh, thỉnh ảnh Địa Tạng về, con để lên ban thờ thỉnh kinh về con tụng. Thế là con về thì hôm trước thì cũng không thấy anh nói gì, nhưng hôm rồi đi về tham dự pháp hội, hôm rồi đi về xong thì thấy anh bỏ hết ảnh ra tiền rồi các thứ nhà anh đi. Xong anh bảo là tôi để cho cất hết ảnh của các cụ nhà tôi đi, để cho cô gì, cho cô thờ Phật, để cho cô niệm Phật, để cô tụng kinh. Hỏng rồi. Bảo thầy cứu cái vụ này, thầy cũng bó tay, thầy còn không dám nhắn tin lại là hướng dẫn như thế nào nữa. Không hiểu là vị này tu kiểu gì mà để cho mình rước ảnh Phật về thì lại để cho chồng lại gì, lại hạ hết ảnh ra tiên, và còn nói rằng tôi hạ đi để cho cô thờ Phật, để cho cô tu. Sai rồi. Đấy, tu như vậy là các cụ ấy sẽ nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai mới đến tu chợ, thứ ba mới đến tu chùa. Đấy, Phật tử chúng ta là gì? Gia đình là số một. Gia đình mà không hài hòa được, không yên ấm được, không hạnh phúc được thì chúng ta tu làm sao được các quý vị? Có đến chùa nó chỉ là hình thức, có tụng kinh nó chỉ là cái hình thức mà thôi. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta rất phải hài hòa ở cái chỗ này. Mình cũng chớ có vội vàng gì phải rước ảnh Phật hay là rước bát hương thờ Phật về nhà mình khi mà chồng con chưa hiểu, chưa hoan hỉ, chưa cảm thông. Thì mình cứ tu ở trong tâm mình thôi. Mình thờ Phật ở trong tâm mình thôi. Mình lên cái đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình coi đó là gì? Là có tượng Phật, có tranh ảnh chư Phật Bồ Tát đang ngự trên đó, rồi mình đỉnh lễ có gì đâu. Mình tụng kinh, cho tụng kinh mình tụng kinh, không cho tụng kinh thì mình niệm Phật. Đấy. Mà không cho niệm Phật to thì mình niệm Phật thầm ở trong tâm, làm cái gì được mình, đúng không? Đấy, tu nó phải gì? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh nó phải khéo léo như thế. Bước đầu thì người ta chưa hiểu gì Phật Pháp, thì đương nhiên là người ta coi là có khi bảo mình đi mê tín dị đoan, bỏ công bỏ việc ở nhà đi đến chùa để nghe mấy cái ông sư bằng cái tuổi con tuổi cháu, ông nói nhăng nói cuội cho nghe, đúng là chúng mày mê tín dị đoan này nọ kia. Quả thật mà nói thật với các vị đấy, ai chứ nhà thầy ngày xưa thầy mới xuất gia thầy kể mấy lần còn gì nữa, ông bác của thầy còn mắng mẹ thầy, chửi thầy mẹ thầy ra cái gì đâu. Chúng mày sinh con ra, đẻ con ra, không dạy không bảo để nó làm gì, nó làm mất mặt dòng họ nhà tao thế này thế nọ thế kia. Bạn bè đi ăn cơm uống rượu thì phải đi thật muộn, về thật sớm, còn không dám đi sớm để đến sợ ngồi người ta xì xào cho, về thật sớm về sao về ngồi lại sợ người ta lại nói cho. Cho nên vội vội vàng vàng ăn xong là phải cáo lỗi với nhà chủ nhà là có việc để về, nhưng thực ra là không dám ngồi. Vì sao? Vì xấu hổ có đứa con đi tu. Đấy, khi chưa hiểu. Hay trong nhà mình đấy, có mấy sư ông sư cô đấy, bố mẹ lên tận chùa chỉ mặt thầy chửi này. À, ông lừa đảo con nhà tôi, ông lôi kéo con nhà tôi, ông khuyên con nhà tôi đi tu này nọ kia. Đây này, có đây này. Nhưng không hiểu thì đấy, khi người ta chưa hiểu thì đâu thầy có trách đâu, thầy có trách ai đâu. Tất cả bố mẹ các sư cho đến đây phải đến 60-70 đệ tử, cho đến hôm nay thầy đã trách bố mẹ của ai đâu. Thậm chí là bố mẹ các vị ấy chửi thầy, trách thầy, mắng thầy, rồi còn có vài người còn viết đơn tố thầy ra công an nữa cơ. Nhưng thầy có nói gì đâu. Nhưng cho đến bây giờ thì ôi giời, thuần thành lắm, cái hiểu rồi. Khi chưa hiểu vì cái phần là gì? Tiếc con. Bao nhiêu công mang nặng đẻ đau sinh thành nuôi dưỡng. Thì bình thường ra khi chưa hiểu đạo, người ta vẫn ở ngoài đời người ta chỉ cái gì? Trai lớn muốn gì? Lấy vợ, gái lớn muốn gả chồng. Thuận theo cái việc làm tự nhiên của cha ông, của tổ tiên muôn đời, của dòng họ, của gia đình. Để cho nó yên bề gia thất thì mới an lòng phận làm cha làm mẹ, mới tròn trách nhiệm với tổ tiên, mới tròn trách nhiệm với con cái. Bình thường ra thì làm bố làm mẹ ai nghĩ thế cả. Bố mẹ thầy ngày đầu cũng thế cả các quý vị. Cho nên là kể cả bố mẹ Đức Phật cũng thế mà. Chúng ta thấy Đức Phật trốn đi tu đi,
Bố cũng đau khổ tìm mọi cách để ngăn cản, rồi thậm chí là còn cho cả binh lính đi tìm nữa, cho cả quân lính đi tìm nữa. Xem cái phim cuộc đời Đức Phật thì thấy rất rõ cái điều đó mà. Đến Đức Phật còn thế. Thì chúng ta biết rằng chúng ta tu tập bây giờ cũng thế thôi. Nhiều người họ đã tìm hiểu Phật Pháp đâu, và họ đánh đồng là tôn giáo, là mê tín dị đoan với nhau cả mà. Cho nên không thể, cũng không trách được. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta phải hết sức khéo léo và uyển chuyển. Đấy, thứ nhất là tu tại gia là ở chỗ đó, phải độ cho gia đình làm sao, mình tu làm sao mà gia đình mình phải hiểu đã. Thì khi đó hiểu rồi thì cả nhà hiểu rồi á, thì chúng ta muốn lập một cái ban thờ riêng cũng được, thậm chí muốn xây một cái phòng riêng để thờ Phật, để chúng ta tiện bề tụng kinh niệm Phật tu hành, chồng con cũng hoan hỉ, vợ con hoặc là bố mẹ cũng hoan hỉ các quý vị. Đấy, mà chưa hiểu thì đừng có vội vàng gì mà rước ảnh Phật, rước cái ban thờ Phật về, vân vân. Nó chưa hiểu mà cho tụng kinh trước ban thờ thần linh ra tiền là quý lắm rồi. Cố nói làm sao để cho chồng con, cho người thân hiểu tụng kinh Địa Tạng là để cho Phật Bồ Tát các ngài độ cho giáo hóa thần linh, và độ cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, hay là đặc biệt là độ cho các vong gì, các vong linh họ chưa được siêu thoát, nó còn phảng phất ở trong khu đất nhà mình người ta được siêu thoát đi, để đất nhà mình nó được yên được lành nhá, để cho cả nhà mình được bình an mạnh khỏe mà làm ăn á, con cháu là ngoan hiền là hiếu thảo vân vân á. Ấy nói như thế mà họ nghe ra họ cho tụng kinh thì là hạnh phúc lắm rồi. Ấy, dần dần mưa dầm thấm lâu, Phật pháp nhiệm màu. Có lời kinh tiếng kỵ trong nhà thì ma quỷ Phật còn giác ngộ được cơ mà, huống chi là con người. Nhưng mà nó phải nhân duyên, nó phải đến lúc. Giống như gì? Giống như cái trái mít ở trên cây á, nó mới bằng cái nắm tay này, mình cứ muốn nó chín thì làm sao nó chín được. Mà cho dù mình có cái lấy xuống mình gì, mình tiêm hóa chất vào cho nó chín á, hoặc là cho vào bếp á, hoặc là em phơi ra nắng để cho nó mềm á, búng vào nó bụp nó mềm ấy, nhưng có ăn được không? Không ăn được vì nó đã có muối đâu mà ăn. Nó chưa có muối thì nó có chín thì có ăn làm sao được, nó mềm cũng không ăn được. Đấy, thì Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Cho nên vội vội vàng vàng, biết rằng chúng ta mà đủ duyên lành mà thờ được Phật ở tại gia, mà tụng kinh niệm Phật chiêm bái cúng dường ngài chỉ một chén nước thôi thì công đức cũng đã vô lượng rồi. Tụng được một biến kinh thôi, như chúng ta thấy tụng hết một bộ là trăm lần sinh lên quái trời đau lợi, hưởng phúc trăm lần sinh lên quái trời đau lợi. Đấy là lời Phật nói. Mà mỗi một kiếp ở trên đó là 100, 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian. Thì xin thưa các vị, 100 lần như thế thì không biết là chúng ta vượt qua bao nhiêu được cái sự sinh tử luân hồi ở thế gian này. Cho nên đấy là phải nói khẳng định với nhau, lời Phật dạy thì không hư dối, công đức vô lượng. Nhưng mà nó khổ nếu mà mình làm không khéo. Đấy, để cho ngay chồng của mình dọn hết ảnh thờ tổ tiên các thứ đi, bảo là nhường cho cô thờ Phật, có phải là khổ không? Cho nên các Phật tử chúng ta làm cái gì đó, hành xử như thế nào đó, tu tập như thế nào đó thì phải có trí tuệ. Nhà Phật chúng ta là gì? Đức Phật là khuyên chúng ta vào tu tập phải có trí tuệ, không phải vội vàng cái gì cả. Phật Pháp đó, nó phải đủ duyên thì mới ngộ được, đủ duyên mới giác được, còn chưa đủ chưa ngộ thì không thể giác được. Chúng ta có bảo họ đem kinh đến đưa vào tay họ, họ cũng vâng vâng dạ, họ cũng bỏ đấy, họ không tụng đâu. Nhưng mà duyên nó đến là họ đã đến tận chùa xa hàng trăm km họ cũng đến, là thỉnh một quyển kinh thôi. Đấy, ngày hôm qua thì có cái cụ già đi từ Thanh Hóa ra đây, đi xe khách nha các cụ nhé, không có tiền đi taxi, đi xe khách từ Thanh Hóa ra đây, đi từ 3 giờ sáng ra bến xe, đi xe ôm xong rồi ra bắt bến xe lên tới đây, và tầm lúc đó gặp thầy nó phải đến tầm 4 giờ chiều, hơn 4 giờ chiều lúc tiếp xong đoàn xong ấy. Thế bảo con từ Thanh Hóa ra, may mắn quá con nghe thầy giảng suốt, cho nên tâm nguyện của con muốn ra để thỉnh một cuốn kinh. Thế là bảo thỉnh cuốn kinh làm sao mà phải từ trong kia đi ra, rồi điện về phòng thông tin để cho địa chỉ các sư cô, các quý vị phòng thông tin gửi vào tận nơi cho gì mà vất vả. Bảo
không, con muốn thành tâm, con muốn tự tay con ra, con gì tự trước là ra con lễ Phật, xong rồi con tự tay con xin con thỉnh về để thành tâm nghe thầy giảng. Cho nên con cũng muốn ra chùa lễ Phật, và cũng muốn là gì, một lần được nhìn thấy thầy ở ngoài đời thì con về thì con chết cũng được. Sao mà chạy theo thầy ơi, thầy thấy người ta chạy theo, người ta bảo xoa đầu, thầy bảo ôi trời, mê tín dị đoan, nó vừa vừa thôi. Thầy bảo nhưng mà con thấy mấy cụ kia thầy xoa, cho nên cứ phải chạy theo và lên tận góc đây và bảo thầy thôi, thầy xoa cho con một, thầy chạm vào một cái thôi ấy thì được, đằng chân lên đằng đầu chạm một cái thì cái bảo ôi thầy cho con cầm tay thầy một cái. Cũng may là cụ cũng đã khoảng 70 tuổi rồi, không ai hiểu lầm đâu mà lo. Có phải 70 trên 70, phải già hơn cụ Mạnh rồi. Đó. Cho nên là cũng không phải lo, cái ai nhìn thấy cũng không phải lo. Nhưng mà đấy là đấy, cái tâm của người ta, người ta thành kính, người ta tôn trọng. Thì thế thôi, chứ chắc chắn là không có cái gì xấu. Nhưng mà đấy, ý thầy nói là gì? Tận thanh hóa. Khi cái duyên người ta đến, người ta còn bắt xe ôm xong rồi bắt xe khách đi mấy chặng cơ. Ra bến xe nước ngầm, từ bến xe nước ngầm lại bắt xe lên bến xe Mỹ Đình, trong từ xe Mỹ Đình lại mới bắt xe buýt lên đây. Thế là đi mất cả xe ôm là cụ mà đi mất 4 chặng. À, 4 chặng. Không có tiền đi taxi. Cho nên đối với Phật Pháp, khi có duyên người ta đến thì xa bằng mấy, khó bằng mấy. Và người ta cũng nhất tâm để người ta làm cho bằng được. Các Phật tử chúng ta muốn độ người thân cũng không được vội vàng. Chúng ta cứ niệm Phật, cứ tụng kinh được là tốt. Còn nếu mà gia duyên, gia cảnh mà không tụng kinh được vì sợ chồng con chưa hoan hỉ, hoặc là vợ con, có người thì vợ không hoan hỉ cho chồng tụng kinh mới đau. Đúng rồi. Làm đàn ông như thế cũng hơi buồn. Nói thế mấy ông đàn ông thì quả thật là cũng buồn thật nhỉ. Ở đây không biết có ông nào giơ tay cho nào. Ấy, chồng cấm vợ đi chùa thì nó có, thì bảo thôi gia trưởng nó hơi có lý tí. Nhưng có ông này vợ cấm chồng đi chùa mà vẫn phải đi chùa mà lén lén lút lút đi mới đau chứ. Khổ. Chẳng khác gì cái vở hài kịch Chó chui gậm trạn của ông Trần ngày xưa, cái vở kịch Nỗi đong lòng mẹ. Đấy, khổ thân. Khổ thân cái kiếp đàn ông lấy chồng mà chẳng được làm chồng. Đó. Khổ thế đấy. Hôm nay thì bài giảng hôm nay thì thầy sẽ giảng tiếp về bộ luận niệm Phật tập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm trước chúng ta đã học hết cái phần 10 phần, học hết về 10 phần nói về luận Bảo Vương Tam Muội. Và hôm nay chúng ta thấy lướt qua, đọc qua lướt qua cái lời Phật Ý Tổ mà Nhị Tổ chúng ta đã trích ở trong này để giải thích rõ cái phần trước. Hôm trước là thầy giảng rồi, nhưng đây là đọc nguyên văn của lời Tổ ghi ra chép ở trong bộ luận này để chúng ta thấy Tổ dạy như thế này. Thuở xưa, Ngài Thần Quang sau khi đắc pháp với Tổ Đạt Ma liền khuất thân đi làm mướn như bừa củi, giã gạo hoặc gác cửa cho người. Có kẻ đến hỏi, Ngài là bậc kế truyền Tổ vị, sao lại thấp mình đi làm việc tầm thường như thế? Tổ đáp, ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ ông biết được vậy. Chúng ta thấy hay không? Nếu không được nghe giảng cái đoạn này thì chắc chắn chúng ta đọc xong cũng biết thế thôi. Thế chúng ta không hiểu vì sao lại có một câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng là đắc pháp, được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là gì? Trao truyền y và bát.
truyền từ thời Đức Phật cho ngài Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần cho đến tổ thứ 28 của Ấn Độ là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền cho tổ thứ 29 là ngài Tuệ Khả. À, ngài Tuệ Khả bắt đầu truyền cho tổ thứ 30 là Tăng Sán. Tổ Tăng Sán là truyền cho ngài 31 là ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín truyền cho tổ 32 là tổ Hoằng Nhẫn, và tổ thứ 32 truyền cho tổ Huệ Năng là tổ thứ 33. À, trong lịch sử Phật giáo gọi là 33 vị tổ Ấn Hoa. Thì có 28 vị tổ sư của Ấn Độ và mấy vị tổ của Trung Hoa? 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mấy vị? 5 vị. Cho nên đây gọi là 33 vị tổ Ấn Hoa của Thiền Tông. Đấy, thì tổ thứ 33 của Thiền Tông đó là tổ Lục Tổ Huệ Năng đó, sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn cho và truyền y bát cho và giao cho cái trọng trách là vị tổ kế vị đời thứ 33 của Ấn Hoa, và đồng thời cũng là tổ thứ 6 của Trung Quốc. Trung Quốc thì 5 vị tổ, và trước ngài vẫn lấy tổ Đạt Ma là người truyền vào đó, là tổ thứ là sơ tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Và thứ hai là Tuệ Khả, thứ ba là Tăng Sán, thứ tư là Đạo Tín, thứ năm là Hoằng Nhẫn, và thứ sáu là Huệ Năng. Cho nên mới gọi là Lục Tổ Huệ Năng. Nếu mà tính riêng ở Trung Quốc thì Tổ Huệ Năng là tổ thứ sáu, Lục là sáu mà, là tổ thứ sáu của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Sau khi đắc Pháp thì Ngũ Tổ trao y bát cho và dặn rằng duyên hóa đạo của con chưa đến, con phải tạm lánh mặt đi một thời gian, bao giờ duyên đến thì mới ra gì? Mới ra Hoằng Pháp. Vì ở trong chúng lúc bấy giờ có hàng nghìn người xuất gia dưới pháp tòa của ngài là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Trong hàng nghìn đệ tử xuất gia đó thì có một vị, đó chính là ngài Thần Tú, đại sư Thần Tú, hay gọi là thiền sư Thần Tú. Thần Tú là một trong những đệ tử lớn của ngài Lục Tổ Ăn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rất là giỏi. Trước đây ở ngoài đời là một vị đại tướng quân, nhưng do ngộ đạo cho nên đã xuất gia đi tu. Ngài là một con người văn võ toàn tài, cho nên trong chúng hàng nghìn tăng ở trong chúng ai ai cũng kính trọng và tôn sùng sư huynh Thần Tú. Lục Tổ Huệ Năng là anh chàng thanh niên mồ côi cha và còn mỗi một mình mẹ, lại sinh và ra ở gì, sinh sống ở cái nơi dân tộc vùng sâu vùng xa của gì, của một tỉnh Trung Quốc. Cho nên lúc đó xuất gia, đi xuất gia thì vì sinh vào nhà nghèo, bố mất từ sớm, lại ở nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, cho nên ngài không biết chữ, có được đi học đâu mới viết chữ. Từ khi lớn lên 7-8 tuổi là lên rừng đốn củi để phụ giúp cho mẹ, mẹ con nuôi nhau rồi. Cho nên không được học, vì không được học cho nên không biết đọc, không biết viết, một chữ bẻ đôi cũng không biết luôn. Gính củi đi qua cái nhà ông chủ mua củi ấy, gọi là ông trưởng giả, nghe thấy ông tụng kinh Kim Cương. Thế đi qua cửa sổ thì trời nóng, ông tụng kinh trong nhà, ông mở cửa sổ ra cho nó mát, ngày xưa có điều hòa như bây giờ đâu. Thế cho nên đi qua thì nghe thấy ông chủ nhà ông tụng cái kinh Kim Cương đến cái đoạn gì? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là gì? Nên trụ vào chỗ gì? Không có chỗ trụ mà sinh cái tâm ấy. Nghe đến câu đấy tự nhiên là Huệ Năng hoát nhiên đại ngộ và về xin mẹ đi xuất gia, và mẹ cũng đồng ý cho ngài đi xuất gia luôn, còn động viên là khuyến khích ngài xuất gia. Xuất gia vào chùa thì ngài vừa đen vừa bé, người nhỏ mà khổ từ nhỏ, thấp thấp này thôi, chắc còn mét rưỡi hơn mét rưỡi tí thôi, mà người vừa đen vừa lùn, người dân tộc mà, sinh ra nơi dân tộc cho nên vừa đen vừa lùn vừa xấu.
dân tộc thiểu số bên Trung Quốc. Cho nên nhìn ở bên ngoài thì lại không phương phi tuấn tú anh kiệt như người khác. Cho nên đến với chúng thì tổ mới cho, ngũ tổ Hoàng Nhẫn mới cho xuống bếp để làm gì? Làm công quả giã gạo. Thầy kể rồi đấy, một hai lần rồi đấy. Vì giá gạo người ngày bé quá cho nên giá cái cối gạo ngày xưa ấy. Mà cối gạo ngày xưa thì nó ở trong chùa thừa thường, ngày xưa nhà giàu mới có cối gạo đấy nhá, cái cối bằng đá. Và có cái chày thật dài khoảng độ tầm, nó cái chày nó phải độ dài khoảng độ 6 đến 10 mét. À, thì bắt đầu cho gạo vào cái cối đá bên kia thì sang bên này đứng lên là dẫm chân lên và buông xuống thì nó cất xuống. Thì cứ như thế phải giã được một cối gạo như thế thì nó ít nhất phải 3 tiếng đồng hồ. Các vị nghĩ xem, cứ 3 tiếng đồng hồ cứ dẫm, lại nhấc, lại đạp, cứ thụp thụp như thế thì mới được một cối gạo. Mà cối gạo thì được khoảng 2-3 cân gạo thôi. Vì ngày xưa thầy là đi giá gạo rất là giỏi. Nhưng ngày xưa thầy đi giá gạo là giá gạo bằng cái chày đứng này này, cái chày, chày vồ này này, vồ xuống này này. Vồ mà không khéo một nhát thôi thì nó bay sạch ra ngoài luôn, mất ăn luôn. Nhưng may là được cái là mình cũng... trời cũng phú cho là ngu ngu rốt rốt, nhưng mà gì? Hay cũng khéo tay. Cho nên cái gì mà người ta làm được thì mình cũng làm được. Cái gì quyết tâm học làm thì đều làm được hết. Không, chưa có cái gì mà muốn làm quyết tâm học làm mà không làm được cả. Đã cũng may mắn là như thế. Trời cũng thương cái gì, cái thằng nó ngu ngu rốt rốt. Các cụ ngày xưa nói là mất cái này thì nó lại được cái kia. Đấy. Cho nên lục tổ gì, người bé quá, dẫm cái chày nó không lên. Vì vậy mà phải đeo thêm gì? Thêm đá vào chân này. Các vị thấy không? Đấy, người ta học đạo như thế. Toàn tâm, toàn ý. Sống chết vì đạo. Sống chết vì việc cầu pháp. Gian khổ đến đâu cũng không gì? Không dừng bước. Khó khăn đến đâu cũng không? Không thụt lùi. Đấy. Rồi tổ ấy, giá gạo 9 tháng chỉ có ăn và giá gạo cho chúng thôi. Mà các vị nghĩ xem, giá gạo như thế mà hàng nghìn người ăn thì chắc chắn là không phải một mình tổ giã rồi. Chắc chắn là nghìn người ăn như thế, trong chùa nó ít nhất phải có hàng chục cái cối giã như thế. Chứ một người giã 2-3 tiếng mới xong một cối, mà một cối chỉ được 2-3 cân gạo, làm sao mà đủ ăn một ngày, đúng không? Cho nên trong cái chùa đấy, hàng nghìn người ăn thì phải ít nhất là có hàng chục, 20 cái cối giã gạo như thế. Những tổ là một trong những vị tăng được phân công đi giã gạo. Đấy, giã 9 tháng như thế. Một hôm thì tự nhiên ở trong chúng với lục ngũ tổ mới nói rằng ta này cũng già rồi, cũng nên chọn người có thể kế nhiệm cho cái chức trụ trì tới đây. Cho nên mới bảo các đệ tử sẽ viết một người trình cái kiến giải của mình. Tức là có nghĩa làm một cái bài thơ hoặc một bài văn hay một cái bài viết về, trình bày về cái quan điểm tu tập quản lý tự viện và hướng dẫn là tăng ni trong chúng tu hành như thế nào, vân vân, đại khái thế, để xem ai là cái người trong chúng hàng nghìn đệ tử xuất gia như thế thì ai là cái người xuất chúng nhất thì sẽ giao phó cho cái chức trụ trì kế tiếp. Thế trong chúng bây giờ thì tuy là đông như vậy nhưng mà tất cả ai cũng nói rằng không có ai xứng đáng hơn sư huynh Thần Tú nữa cả. Ở ngoài đời thì sư huynh Thần Tú là vị đại tướng quân, văn võ vẹn toàn. Vào trong đạo thì cũng là sư huynh trưởng. Đạo đức và tài năng sư huynh chỉ có kém sư phụ một phần, một bậc nho nhỏ thôi. Cho nên chỉ có sư huynh Thần Tú là người xứng đáng nhất. Và cả nghìn chúng như vậy không ai dám trình kiến giải của mình. Thế Thần Tú suy đi nghĩ lại thì cũng nghĩ rằng sư phụ mà nói như thế mà mình không trình kiến giải thì cũng không được. Mà mình mà trình kiến giải thì sợ sư phụ lại nghĩ rằng cái thằng này nói gì, nó hám danh, hám lợi, nó muốn làm trụ trì. Cho nên ngày Thần Tú mới đêm đến đem viết một cái bài kệ lên cái tường của cái tường rào của chùa ấy. Thân như Bồ Đề Thụ, tâm như Minh Kính Đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai.
Có nghĩa là gì? Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức, tức là luôn luôn phải lau chùi và quét dọn, chăm sóc nó, đừng để cho bụi bám để vật xứ nhạ trần ai, chớ để dính bụi bụi trần, vật xứ nhạ trần ai là chớ để dính bụi trần. Các vị thấy không? Đấy, ngài Thần Tú đêm đến lén viết bài kệ lên vách như vậy: thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật xứ nhạ trần ai. Sáng ra các chư huynh đệ nhìn thấy bài kệ ai cũng khen ngợi, và mọi người đều ngầm biết là đây là gì, chắc chắn chỉ có sư huynh Thần Tú mới làm được bài kệ như thế này. Mọi người đang nháo nhác khen ngợi ngài Thần Tú, thì bỗng có một viên quan huyện đến thăm chùa lễ Phật. Thế lúc đó Lục Tổ Huệ Năng nghe mọi người nhao nhao bảo chạy lên để xem một bài thần thi, tức là bài thơ gì? Thơ thần của ai đó tối hôm qua viết lên ở bức tường trước cửa chùa, hay lắm. Mọi người huynh đệ đang giã gạo bỏ lại để đi chạy lên để xem sáng sớm. Thì Lục Tổ Huệ Năng cũng gì? Cũng tò mò và theo các sư huynh sư đệ là chạy lên để xem. Đọc qua một lần, trong tâm Lục Tổ, mặc dù lúc đó mới chỉ là anh cư sĩ, chưa được cạo tóc nhé, chưa được làm chú tiểu luôn, gọi là vừa nhận làm công quả, gọi là tịnh nhân thôi. Đó, còn để tóc mà chưa được cạo tóc làm chú tiểu. Thế thì đọc cái câu đấy, trong tâm của Huệ Năng mới nghĩ rằng gì? Bài kệ này vẫn chưa được thấy tính, tức là vẫn chưa giác ngộ hoàn toàn. Vẫn còn thấy thân là gì? Là cây bồ đề, tức là còn chấp vào tướng. Mà có tướng thì vẫn còn có gì? Có sinh, có diệt. Có tướng tức là có sinh, có trụ, có dị, có diệt. Cây bồ đề thọ lắm cũng được ngàn năm, hơn ngàn năm rồi nó cũng già, nó cũng héo, cũng mục và cũng khô và cũng gì? Cũng chết. Thân mà như cây bồ đề thì thân mình cũng có sinh, già, bệnh và chết. Cây bồ đề cũng có gì? Có sinh, có thành, có trụ, có hoại và có gì? Có đổi thành không? Cho nên chưa thấy tính là như chỗ đó. Tâm như đài gương sáng. Đài gương sáng thì đúng là soi tỏ mặt mày chúng ta thật. Nhưng mà nếu mà không có người gì thường thường phất thức lau dọn thì đài gương sáng ấy sẽ bị bụi gì? Bụi bám răng đầy. Chúng ta tu mà lúc nào cũng phải canh phòng 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì có được tự do tự tại không? Không. Giống như lúc nào chúng ta cũng phải canh 6 cái thằng giặc ấy, gọi là lục tặc ấy, thì đâu có tự do tự tại. Mà không tự do tự tại thì đâu có giải, đâu có giải thoát. Cho nên vẫn còn gì? Còn vướng. Mình vẫn phải là cái người gì? Đi canh, đi quét, đi tước, đi phất thước và đi lau dọn hàng ngày. Chưa phải là thực sự là ngộ đạo ở cái chỗ đó. Thấy đạo thôi, nhưng chưa thực sự là chứng đạo. Đấy. Tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để cho bụi bám vào. Đấy là tốt đấy. Quả thực ấy, bây giờ người tu chúng ta mà làm được những bài kệ đó là gì? Đã gọi là đã tốt lắm rồi, đã xuất sắc rồi các quý vị. Xin thưa các quý vị, như thế là gì? Xuất sắc, cực kỳ xuất sắc rồi. Nhưng mà đối với Lục Tổ
thì lúc đó cụ thấy là gì? Cụ thấy là chưa được. Như thế này là vẫn còn gì? Còn có gì? Bị vướng. Vẫn còn có cái tôi, vẫn còn cái thân, vẫn còn có cái tâm. Tức là vẫn còn cái ngã và ngã sở. Cho nên vẫn chưa hoàn toàn giải thoát. Vì vậy mà tổ mới bảo rằng á, nói với cái vị quan, lúc đó cái vị quan cũng đang đọc bài kệ. Cái vị quan lên nghe mọi người đọc bài kệ xôn xao đấy, thì cái vị quan huyện kia cũng lên thì đang đọc bài kệ ở vị quan gì cũng khen rất là hay. Đúng quả thật, kể cả bản thân chúng tôi cũng thấy bài kệ đó rất rất là hay. Mà thấy thì thẹn là mình còn chưa làm được bằng một phần của bài kệ đó thôi. Chứ đừng nói là làm được trọn vẹn, một phần của bài kệ đó chúng tôi còn chưa làm được. Hậu học bây giờ quả thật là gì? So với các cụ, các tổ ngày xưa là 10 phần chưa được bằng 1-2. Đấy, vị quan kia khen, khen ngợi hết mức. Thế lúc đó thì Huệ Năng đứng bên cạnh vị quan mới nói rằng gì? Bài kệ này vẫn chưa thấy tính. Thế vị quan kia nghe thì mới lạ, mới hỏi là chú là ai mà dám đi nói bài kệ này chưa thấy tính? Theo tôi cái bài kệ này phải là một bậc cao tăng, một bậc đắc đạo, thì một bậc thánh nhân xuất thế thì mới làm ra được bài kệ này. Đây có gọi, có thể nói là gì? Bài kệ của một vị thánh tăng. Vị quan kia bảo như thế, vị quan huyện bảo như thế. Thì Huệ Năng bảo là không, bài kệ này gì còn là chưa thực sự thấy tính, mới chỉ được vào gì? Vào được đến cửa thôi, còn chưa được vào nhà. Chúng ta thấy không? Tức là mới vào đến cửa của Phật môn thôi, chứ chưa vào được trong nhà. Trong nhà của Phật, vào trong nhà là phải được tự do, tự tại, giải thoát đó. Vô chứng diệt, vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố bồ đề ý toát đọa, y bát nhã ba la mật đa, vân vân đó cơ mà. Đấy, chúng ta vô chứng diệt, vô đắc. Này là còn thấy thân, còn thấy có đắc, còn thấy tâm mình, còn phải giữ gìn, duy trì, quét tước, chỉ trai giữ giới, ngồi thiền hàng ngày để lau dọn cái tâm mình, thì vẫn chưa phải là thực sự chứng đắc. Đấy. Nghe anh chàng thanh niên nói như vậy, thì vị quan huyện kia cũng là cái người Phật tử mộ đạo, cũng rất là nhã nhặn, thì hỏi rằng vậy thì chú có kiến giải gì hơn không? Mà chú lại đi nói bài thơ này chưa phải là người thấy tính. Thế lúc đó cái chú Huệ Năng kia bảo là gì? Tôi thì cũng chưa phải là chứng đắc gì, cũng chẳng phải là cao nhân, cũng chẳng phải là Bồ Tát hay Thánh Tăng gì, nhưng mà tôi cũng có một bài kệ. Thế vị quan kia bảo là bài kệ của chú thế nào, chú đọc ra xem, chú viết lên xem. Thế Huệ Năng bảo là tôi không biết viết. Thì cái ông quan huyện nó nghĩ trong bụng là gì? Chữ một chữ bẻ đôi còn không biết, biết là đi đòi làm gì? Đi đòi làm kệ, đi đòi chê kệ của người gì? Người khác là không thấy tính. Thằng vị quan huyện cái cười, cười khẩy mới nghĩ trong bụng là đấy, chắc cái chú này nó cũng man mát đấy sao? Sám hối tổ thì vị quan huyện nghĩ là chắc cái vị này nó cũng man mát thần, có nghĩa là thần kinh nó không? Không bình thường. Một cái bài kệ, một cái bài kệ pháp đấy hay như thế này mà dám bảo là chưa thấy tính. Thế bảo chú có cái kiến giải hơn không, hiểu biết hơn không thì viết lên đi. Thế bảo không biết viết. Mà cái kẻ mà không biết đọc, không biết viết thì chúng ta biết là gì? Làm sao mà làm ra được một bài thơ hay như thế được? Cho nên vị quan huyện kia nghĩ trong bụng là cái chú này nó man mát rồi, thôi định bỏ đi, định quay lưng bỏ đi. Thế thì Huệ Năng lúc đó mới giật lại, mới bảo rằng thưa ngài, tôi tuy không biết viết nhưng tôi có thể đọc, và nhờ ngài gì? Ngài viết hộ tôi cái bài kệ lên bên cạnh có được không? Vị quan huyện kia nghĩ trong bụng là thì mình cũng là quan phụ mẫu ở địa phương này, đúng không? Làm quan mà làm quan là quan phụ mẫu, quan huyện mà. Ở địa phương này cho nên thôi, thường hay đến chùa lễ Phật ngồi với phương trượng. Nay thì thôi cứ viết lên xem thế nào. Viết nó không ra thế nào thì cũng chẳng sao, vị làm quan vị có sợ gì đâu. Là quan huyện nữa, là người quản lý ở địa phương nữa, quan sợ gì, cho nên ông ấy thế thì chú đọc tôi viết.
Thế là Huệ Năng đọc cho quan huyện viết. Đấy. Bên kia viết là gì? Thân thị bồ đề thụ. Thì này bác hết. Tâm như mây như kính đài, tổ cũng bác luôn. Thời thời thường phất thức, tổ cũng gì? Xóa luôn. Phật sử nhạ trần ai, tổ cũng gì? Bác luôn. Đấy, bác hết. Tổ nói là gì? Thân không phải là cây bồ đề. Tâm cũng chẳng phải là đài gương sáng. Thì lấy gì để mà lau dọn, quét tước? Vô cấu vô nhiễm, tâm là vô hình vô tướng. Vô cấu vô nhiễm, không tăng không giảm, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Thân chúng ta cũng do nhân duyên cha mẹ và thần thức của mình mà gì? Mà tạo thành, mà sinh ra, có hợp ắt sẽ phải có gì? Có tan. Nếu chấp vào cái thân bảo là bồ đề á, thì sai rồi. Bảo tâm là đài gương sáng á, cũng vướng rồi. Cho nên là tổ bác hết. Thân không phải là cây bồ đề. Tâm cũng chẳng phải là đài gương sáng. Đã không có đài gương sáng, tâm chẳng phải đài gương sáng thì lấy gì mà, lấy dựa vào cái gì mà phải đi lau dọn, phải đi quét tước hàng ngày. Cho nên là sau này, từ đó trở đi, sau này tổ ra Hoằng Pháp truyền đạo mới gì, mới có cái chủ trương của nhà thiền là gì? Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật là như thế. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đó, chúng ta thấy. Sau này nhà thiền mới gì? Mới chủ xướng từ lục tổ Huệ Năng. Sau này các tổ đời đời chuyển nhau mới nói là gì? Tất cả đều do tâm, dựa vào trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Giả để làm chủ thuyết, làm căn bản. Và sau này nữa thì lại dựa vào kinh Bát Nhã và kinh Kim Cương để làm nền tảng, làm cái chỗ dựa cho tinh thần của Thiền Tông, tổ sư của Thiền Tông Trung Hoa vậy. Ngày xưa thầy cũng hay tu thiền và nghiên cứu về thiền lắm. Thầy mê thiền lắm. Phải có thể nói là thầy gì? Thần tượng về thiền. Mà cũng duyên thế nào, đọc đến đâu là tự tâm mình gì? Nó hiểu đến đó. Nó giống như cầm từ chiếc đèn cầy này mà châm sang chiếc đèn cầy kia, châm vào liền bắt vậy. Đọc đến đâu tự hiểu. Hiểu một thời gian xong khi đọc thấy cái giảng giải của các tổ một cái gì? Thầm là khế hợp với cái hiểu của mình. Không sai một ly, không đi một dặm, không đi một chữ. Nhưng mà sau này tự nhiên thì có duyên với tịnh độ thì lại đi sâu về tịnh độ chứ. Còn ngày xưa thầy là gì? Thích về thiền và thích về pháp hoa cơ. Ngày xưa thầy nhập thất, thầy có bao giờ phát nguyện vãng sinh Tây Phương đó. Thầy phát nguyện ở lại thế giới này để là gì? Để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh. Nguyện đem chính pháp của Đức Thế Tôn là đi lan tỏa, đi truyền bá và đi gieo khắp thế gian. Nơi nào có chúng sinh khổ thì thầy nguyện đi tới. Nơi nào chưa có Phật Pháp lưu hành thì thầy nguyện là gì? Nguyện là đem đến, đem tới. Ngày xưa phát nguyện hùng hồn lắm các quý vị. Có thể chính vì phát nguyện hùng hồn như thế cho nên bây giờ cứ nơi nào khó, nơi nào khổ thì thầy thịnh được gì? Nhấn về đó. Được vứt vào đó. Cho mà lăn lộn ở trong cái nỗi đau sinh tử của chúng sinh. Cho nên đấy, thầy đang kể câu chuyện về lục tổ. Đấy, tổ bảo là tâm chẳng phải là đầy gương sáng thì lấy đâu thời gian, hay là cần gì phải thời thời phải đi quét đi tước làm gì cho nó khổ. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật cơ mà. Tâm này vốn là gì? Bản lai vô nhất vật cơ mà.
Đấy, Tổ nói là bản lai vô nhất vật, hà xứ, hà xứ, hà xứ nhạ trần ai cơ mà. Bên kia thì bảo là gì? Tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật xứ nhạ trần ai, tức là chớ để cho dính bụi trần. Thì bên này là gì? Đó, thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng. Cho nên không có phải bận bịu cố chấp vào đó. Hãy để gì? Để cái tâm mình nó rộng rang, nó tự tại, nó giải thoát theo gì? Theo cách tự nhiên vốn có của nó. Bản lai là vô nhất vật mà. Hà sứ, hà sứ nhạ trần ai, đấy là câu, hai câu cuối về chữ Hán ở trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi viết xong như thế thì vị quan huyện gì? Tấm tắc khen hay, bảo đây mới thực sự là bài gì, bài kệ gọi là gì, bài kệ trong kệ, kệ trong kệ. Đây mới là thực sự là người gì, ngộ đạo thật sự. Cho nên quay lại một cái thì không thấy Tổ đâu nữa. Có nghĩa đọc xong một cái, vị kia đang viết cái câu cuối thì Huệ Năng đã gì? Đã đi mất rồi, chạy xuống giá gạo. Chạy xuống giá gạo. Thì ngó quanh hết không được, đi tìm vòng chùa không được, thì vị quan mới là đến phòng phương trượng. Đến phòng phương trượng và ngồi uống nước với, lễ Phật xong ngồi xuống uống nước ngồi phương trượng. Và nói rằng ở trong chúng của Hòa Thượng có một bậc Thánh Tăng. Thế thì Tổ biết hết rồi, vì cụ có thần thông cũng biết hết rồi. Nhưng cụ giả như là không, không biết gì. Thế là Tổ mới bảo là Thánh Tăng ở đâu? Chùa của tôi thì từ tôi trở xuống thì không có ai là Thánh Tăng cả, đều là phàm tăng hết, đều đang phải trong quá trình gì thượng cầu Phật đạo, hạ tùy duyên để hóa độ chúng sinh hết, chứ chả có Thánh Tăng nào. Vị quan huyện cứ khẳng định là không. Có một vị Thánh Tăng, có một bậc cao tăng và một vị Thánh Tăng đang gì, đang tu hành ở trong chùa của Hòa Thượng. Cao tăng là ai? Chính là ngài Thần Tú mà đọc cái bài kệ trước á, cao tăng. Lúc đầu thì cho là Thánh Tăng, nhưng mà khi gặp bài ngài, bài kệ của ngài Huệ Năng xong thì đẩy từ Thánh Tăng xuống gì, cao tăng thôi. Còn Thánh Tăng phải thực sự là ngài Huệ Năng. Cho nên vị quan kia nói với phương trượng là, bạch phương trượng là, trong chùa của ngài đang có một vị Thánh Tăng và một vị cao tăng. Thế là phương trượng thì ngài ngồi trong phòng, nhưng mà ngài biết hết rồi mà. Nhưng mà phải giả như không biết gì, cho nên cùng với gì, gọi thị giả lên và đi ra để xem bài kệ của Thánh Tăng và cao tăng như quan huyện nói xem ở đâu. Thế là cả quan huyện đi cùng, dắt phương trượng, thị giả dắt phương trượng sư phụ ra đó. Đọc bài kệ đầu tiên của ngài Thần Tú, Tổ tấm tắc khen ngợi gật đầu và bảo là gì? Hay, hay, rất là hay. Nếu đại chúng ở trong chùa này cứ nương vào bài kệ này mà tu thì cuối cùng sẽ được gì? Được thấy tính và được đắc đạo. Tức là cứ gì? Chỉ trai giữ giới, chuyên tâm ngồi thiền, nhẫn nại tu hành thì sớm muộn gì cũng sẽ đắc gì? Đắc đạo. Giống như người giữ cái gì? Cái gương không để cho bụi bẩn nó gì bám vào thì có công mài sắt, có ngày nên kim, chắc chắn sẽ đắc gì? Đắc đạo. Không kiếp này thì cũng một vài kiếp tới. Cho nên Tổ đặc biệt khen ngợi bài kệ của Thần Tú là hay, và khuyên mọi người nên ghi chép lại, học thuộc cho thật kỹ và đem áp dụng vào đời sống tu tập hàng ngày, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ gì? Sẽ trở thành bậc cao tăng đắc đạo.